Rồi chào hết luôn à, 800 triệu người view nè. Hôm nay đi lấy show quốc tiếp nè, mà lên cái dốc gì quên rồi. Mẹ tịt, cái dốc gì đó không biết, nên nói chung là cái dốc gì mà nó cao cao đó. À, ok, đây là các bạn nè, đó đậu xe bây giờ xuống hết rồi. Đó, là chuẩn bị nha, chuẩn bị chúng ta bắt đầu nhé. Go. Ú, 10 độ C nha, 50 độ F. À, bữa nay bớt gió cũng đỡ. Đội quân này cũng đông dữ nha, 12 người. Xe nào? Rồi. Lạnh quá. Lạnh quá bà con ơi. Ôi trời ơi, gió lạnh quá bà con ơi. Ôi à. Vô. Xe không thắng nha. Vô. Xe không thắng nha. Vô, xe không thắng nha. Hello. Trời ơi. Ôi. Trời ơi, lên dốc. lên dốc. Xuống bên chỗ này lên dốc rồi. À. Ủa sao kỳ vậy? Có mình bận quần cột hả? Ủa sao kỳ vậy? Không bị có hả? Ồ. Chút cha mình vớ ngắn nữa. Ôi trời ơi. Sao bữa nay trang bị hơi ngược vậy? Trang bị mùa hè. Ta tưởng đi biển, trời ơi, tưởng đạp ở biển. Xe của Ly bánh hơi mềm. Thôi nữa, nhằn nữa. Hơi mềm. Thôi kệ, tới kia không cần thì bơm thêm, ok. Cho thêm tí nha. Không, bánh xào, bánh xào của Ly về. Ô, đường mở rộng lên, hang lên giống bà con ơi. Rồi đạp lên nè. Phải cần dấu số nè, lên luôn. Lên vô. Rồi bắt đầu chúng ta tập thể dục buổi sáng tăng mỡ bụng ngay chỗ này nha. Tăng mỡ bụng Ly ơi. À. Cái trà rung rồi, lạnh rung rồi. Có đó, tăng mỡ bụng. Răng vừa đánh một cạp mà vừa tăng mỡ bụng luôn. Chạy đi, thấy bóng thôi mà cũng né nữa.
bóng không cũng né nữa. Ờ vậy à. Mà nó có hai cái thành không? Hay là cái cầu ổn định? Trời không có cả hành cho đi. Ghê vậy ta. Trời. Vậy là dạo này võ công lên quá rồi. Chạy ba lăng quá rồi. À. Dữ thiệt. Hello Việt Nam. Chạy nhanh dữ vậy hả? Woo! Ra đường nghe, lên đây quay phim nghe. Ôi, chạy nhanh quá không kịp rồi. Nhanh quá. Trời ơi, vô đây lạnh quá. Ơi. Vô lạnh quá. Ơi. Ơi. Này gọi cho nắng nghe. Ô wow, trong đây lạnh dữ à. Ngoài kia 10 độ C. 50 độ F. Trong đây chắc 45 40 quá. Ôi trời ơi. Tay chân cống hết trơn. Ôi trời ơi. Hello Việt Nam. Hello Việt Nam. Hello Việt Nam. Hello. 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 Hello, hết chưa? Ok, rồi. Nhìn chút nha. Thank you.
Khúc rồi, 7 khúc nữa, 2 khúc rưỡi là 3 vậy đó. Nào. Món ăn Việt Nam. Hai. Chào Minh với Danh hay gì á, Danh đâu? Ủa vậy hả? Vậy Minh với ai? Quang trời, Quang ơi. Uống khúc gì rồi. Tôi mì khỏe quá. Nha. Yeah. Rồi gần 5 phút rồi, gần nửa đường rồi. Không sao rồi. Có ai chào mình dưới không? Ok. Ủa mấy con mất tiêu chạy cho không kịp. Từ từ thôi anh Đinh này ơi. Bây giờ cố là tới đó nó hết sức liền. Kỳ đó. 5 phút rồi, 5 phút nữa. Dạ, cái khúc thứ 6 này cào dữ rồi kìa.
đây là biên giới rồi, qua khỏi là bắt đầu qua tới thành phố luôn, Laguna Beach. Đang ở vài San Miguel gì đó, thì bắt đầu qua Laguna Beach. Qua mấy giống này cao lắm nha, dưỡng sức nha. Cái đoạn này nhìn cho nó cao quá. Khúc thứ 6 là cao nha. Rưỡi rồi, trong cái đoạn này cao lắm, lên con. Hello Việt Nam. Ghê quá. Qua chiều chạy xuống mình nha. Thành có mình qua ở dưới. Tao. Dạ, ok. Minh ơi. Ok, mình lên rồi. Wow, lên được cái khúc thứ 6. 4 khúc nữa. Mã còn khỏe mà. Tiếp luôn. Ai lên khúc thứ 7 nha. We'll be right back.
Đây 7 khúc rồi. Còn khoảng 3 khúc nữa. Khoảng 2-3 cái nữa gì đó. Hello. Vừa gió vừa lạnh chảy mũi luôn. Chính khúc rồi. Thôi khúc thứ 10 lên luôn. Chúng ta lên được 10 khúc, vừa đủ. Đây là cái đỉnh, nhưng mà chưa tới cái top of the world. Top of the world mình đi thêm 1 khúc nữa. Ok, đâu, còn cái nữa chứ. Chưa, bao nhiêu 9 à? Cái nữa, cái thứ 10 nữa. Để em dừng cái. Cái thứ 10 nha. Rồi. Nhẹ nhàng thôi, không có tí. Không khó, đoạn này cũng khó. Hello em Thanh, trời đi một mình 1, 3, 4, 5, 7 và body ra. Hello Thanh. Nhận mà thấy ông anh hả? Kính thật. Rồi, thấy không? Một cô bé mà đi. Đây nè, nguyên một vàng body ga ghê không? Lên luôn body ga quá trời nè, mướn thêm mà Thảo quay phim Hollywood nữa nè đó, quay vô luôn nè. Ủa Quang đâu rồi? Oh, trời ơi, nãy chơi màu xanh lá cây bây giờ đổi thành màu xanh trên trời. Rồi xanh con. Được dạy gấu rồi đó mà. Rồi đạp lên lên Thanh, vô số đạp cái lấy rồi chớ Thanh, đạp Thanh, đạp 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 đạp, vô số nặng đạp lên, đạp lên đạp lên, đạp lên ở chỗ lép.
Hello. Hello mà ơi. Hello, lên luôn, quay luôn cho 5 người luôn. Rồi, chúng ta lên là Top of the World nha. Đây, đây là tầng thứ 9 của Top of the World nè. Được không? Chắc thích game nha, mà sao chậm chậm nha. À, vừa đạp lên dốc mà vừa dạy nấu ăn nữa mới ghê. Cao thủ quá. Hàng kia tôi không biết tại sao mà mình chạy chậm. Mình phải lo dạy nấu ăn. Đây là Top of the World này, trời gió quá trời luôn. 40 độ F đi. 45 độ F đi. 8 độ C. Wow, lên đây là thấy bốn bề xung quanh là gió không. Đứng ở trên đỉnh núi xung quanh là thành phố của cái gì, cái dân cư, cư dân đã ở. Wow, Ly giỏi quá. Ly thôi còn nói gì nữa. Đây, chúng ta đã tới rồi đó. Trước mặt là biển nè, là Laguna Beach nè. Đó, thấy không? Cư dân biển nè. Bữa nay trời trong quá, thấy thuốc ở dưới luôn kìa. Thấy không? Đó, đây bên đây là các bạn nè. À, các bạn này gần lắm, mấy cô này dữ dằn lắm, đã theo mỏi muốn chết luôn. Đó, còn bên đây là biển. Đó, đằng kia là Catalina, hồi bữa là đạp qua bên đó đạp thì phải. Không biết phải cái đảo đó không, coi Google chắc biết. À, có bữa thì đạp cái đường này, ngay chỗ giữa trung tâm nè, có một cái đường nữa. Là đạp thẳng xuống dưới biển đó, đạp ngược lên. Ghê lắm. Rồi, ok, Top of the World. Cái này ấy đó, từ từ thôi nghe mấy anh. Control your speed, alright. Rồi, đây cái eo đó là đạp rồi. Ủa, chưa hết, ngừng quay phim đấy, ngừng chụp ảnh đây. Lên luôn, ổ gần chơi vậy hả? Hay là chi? Lên Vinh Thanh, vô lên, Vinh Ly. Lên dốc người ta có chớ không chịu. Thà là ngừng lại hết, đạp lại từ đầu. Thì bở. Bây giờ mới hiểu. Để ngừng lại rồi đạp, bây giờ em mới hiểu. Ly đâu? Ly đâu? Ok. chưa anh. Mình thấy bên này phải không? Thấy bên này phải nè, cái lỗ này nè. Đó, mình chui xuống. Còn ghê không? Hai cái lỗ bên tay trái nè Vinh. Bên đây nè Vinh, cho lưng nè, lỗ này nè. Rồi, come on in. Anh nào camera đâu? Đây đó, ngay chỗ này biển nè. Chỗ đẹp lắm đâu. Hay là hai tắm đi. Có mất mát gì đâu. Rồi, chúng ta bắt đầu xuống cái dốc này. Cái dốc này rất là lâu. Thì cao bao nhiêu lâu? 26 hả? Rồi. Đúng ra là hai cô đi trước á, mình nhìn mình kêu á. Thì đó, bởi vậy. Bởi vậy mình mới chỉnh được. Đang chợ đông. Các bạn. Ủa Thanh đi chỗ này chưa? Rồi. Được. Hai ta nên đến đi cho anh đi anh nói cho. Ví dụ như cái này uống đi nữa. Ví dụ như mình đi nhớ để hai cái chân ngang nha, để mà nó đụng ngoài hai bên nha. Để cho tâm bị đi xa đi, tâm bị ngó coi. Để cái chân ngang gì nè, nó có đụng để gì nó đụng cái vách, ok. Chậm thôi, đừng có cần không cần nhanh. Cứ slow là nó được à. Slow là nó được à. Slow thôi, nó lết bánh kệ nó.
Được không? Số pha ok không? Chỗ này không sao, chỗ này ok, nó dần dần thôi. Không sao. Từ từ anh lên đi. Được không? Được mà mình đi về mình không quay phim được hai cô. Nãy là chút xuống chỗ kia mình đổi. Để qua chỗ này đổi. Để đổi cho. Chỗ này dặn chút thôi chứ nó không có sao nha. Three more people. Thank you. Mà sao ok không? Có hai cơ nha. One hai cơ. Không sao. Rồi. Rồi chết slow là ok ok. Slow là được, nó eo eo thôi không sao. Tấm mì ơi. Anh phải để hai chân ngang được. Tâm mày chạy trước không? Chạy với anh, chạy ra sao anh quay phim cho nó đẹp. Không, tâm mày chạy trước, chạy sao anh quay hai cô cho đẹp. Để từ từ, chỗ bự đi. Tâm mày chạy trước, cái cần cái chỗ nó khó rồi hát lên cho danh nó biết. Rồi, chỗ mấy đường kia thì bình thường, mà mấy chỗ cua quẹo gắt thì mình mới hú lên. Nhớ để chân ngang, nó mới đụng dách. Cái đường này nó hơi hẹp. Mọi thứ này mình cứ ngã xe ngang ngang nha. Lô thôi, đừng nhanh, chậm thôi. Cái lết cũng được mà chậm thôi, không sao hết đó, cứ chậm là được à. Chậm là được rồi mới là. Mình lên dốc luôn. Rồi. Chưa, còn lâu lắm. Cả nửa tiếng lận. Rồi lên nó mới vui. Từ từ mình quen lại là cái đầu mình nó sẽ bình thường lại thì nó phanh. Thì tập thể thao mà, chậm thôi, nhớ là đừng có bao giờ buông thắng nó nhanh đó, mình làm kịp. Từ từ tắm mày. Cứ chậm là ok à. Ca mọi thứ nhớ nha, đừng leo xuống yên, mình cứ nhảy ngang là nó đụng dách chống chân được à. Nó không có gì hết trơn á, vậy kiểu vậy á. Lên lại chúng mình lại đừng gần ghê danh đó nè. Số ba ok. Ok mặt kinh. Đến này đâu? Đến này ơi. Ấy thì coi cần trả già đâu, anh đến đi. Có rồi, nghe rồi. Chỗ này đoạn này ok. Chưa, còn thuốc bị ở dưới đáy á. Thên nha. Tết là mình slow là ok à. Slow giống nãy. Đừng có nhảy xuống xe là ok. Em chạy cái đầm á. Mình ra cái dành chút xíu nữa. Từ từ ra. Không có xe ta thì cứ đừng qua đi mà sao. Cứ mình trước thôi. Đó mình nói mình phải rồi đây, dốc xuống phía dưới không? Đó là xuống phía dưới. Có một cái đoạn khó thôi à. Còn được không tụi mày ơi? Ok, rồi. Rồi. Chậm thôi, mấy cái cua này chậm thôi. Chậm thôi, nhanh đó mình thắng cái nó không ấy. Chậm nữa mình. Nhớ cái hai cái chân ngang nó đừng có đụng vách. Để coi tới chỗ đó coi xử lý làm sao. Slow. Thấy gì không? Được không? Được nha. Rồi, rồi cà đông mình chạy ra được không? Để coi cái. Được.
Được. Mình chậm đây, mình chậm đây. Để cái dành đây. Đó, cứ chậm đây, cứ mọi thứ mình ngã ngang cái xe qua là được. Đây. Chúng ta phải vô số lại chút xíu. Nhưng mà để tới đoạn ấy hả? À, nhẹ lại chút. Tại vì có cần lên dốc ra mình đạp lên được, hiểu không? Sao được không dạ? Không sao em. Lúc mà mình chạy mình sẽ vô số, mình quay cái đạp thêm cái chân cho nó ăn số thôi, chứ nó không phải là đạp vô, đạp cái vô số đó, hiểu không? Ví dụ đây nè, đạp vô 2-3 số đi. À, vô số nhẹ. À, tại trừ khi mình đòi đạp cái cho nó vô số đạp nhẹ rồi. Thêm 2 cái nữa đi. Tại vì cái lúc cần nó lên cái đồi, cái đồi cao hay cái gì, cái gò cao á là mình đạp nó mới nổi. À, chậm chậm đi mấy anh. Còn nên thôi chậm thôi anh. Anh ơi, xuống rồi mình cho thêm một số, 2 số nữa đi. Bấm 2 phát nữa đạp nhẹ cái cho nó qua. Không, mình đạp cái tua thôi. Rồi nó chăn số rồi, chăn cái nhẹ nhẹ nữa. Rồi được rồi. Chậm thôi. Không sao, gần hết rồi. Chỗ đó được không? Được rồi, chậm thôi. Sofa mấy chỗ này mình đầm, không sao. Đâu, chỗ nào đâu. Wow, chỗ này hả? Chỗ này đi sát bên trái đi, được không? Bây giờ thời gian này rồi, giờ mình đi. Mình đường nào cũng được nữa, mình đi phải cũng được, nhưng mà phải chậm là bà chậm. Rồi nó lết gậy nó chậm nữa. Hay là bà bên trái đi, bên trái dễ rồi mình. Thôi nói chung bên nào cũng dễ đó. Mình chỉ cần chậm là được rồi. Dẫn cái chân lên bằng ngang liền, bằng ngang cái chân liền. Đó. Còn cái mình quen cái mình thấy nó dễ. À, nhưng hết rồi, hết cái động khó rồi. Còn 50m rồi đổ cao nữa, tới rồi. từ từ là được rồi anh, chỗ này không có ấy, không khó. Chậm thôi, cũng được, không sao anh, trời, đi gì cũng đẹp quá trời luôn. Wow, vô phim đẹp quá nghe. Đi kiểu sàn là sàn nít. Được không? mình chỉ cần ngang cái là nó chống chân được liền rồi, thấy không? Rồi, hết rồi đó, hết rồi đó. Rồi, xuống dưới là gần thấy dưới rồi. Nên này ơi. Ok. Lâu lâu mới hú lại nó biết có người còn người chứ. Cọp chứ sao. Thì cái này mỗi tay đừng có bựng buông tay cãi nó. Kêu rồi, có hú rồi. Nên này ơi. Này đi chạy chậm theo ấy đi để chờ ông Nên đi. Nên này ơi. Rồi đi đi, tao mày chờ Nên đi chút. Tao mày chờ Nên đi chút. Đây đi, nào cũng được, bên trái đi, đánh. Rồi chậm là được à. Chỗ này nó dễ. Mà gần hết rồi. Chừng nào khó anh kêu cái. Gần hết rồi. Rồi đi bên trái nè, bên trái. Đi đi anh, chỗ này còn cũng vừa vừa, không có khó nữa. Đi đi, để quay phim cho đẹp. Đi đi, được rồi thấy. Nên này xuống chưa? Đi quay phim chỗ này được rồi, không cần ấy. Ok. Thank you. Tâm mày đi đây nè, tâm mày. Gần hết rồi. Đi trước cho danh nó feel good. Nên này ơi. Ok, rồi, tới rồi, cho lên rồi. Rồi, cũng sát bên trái, bên phải cũng được. Rồi, thôi, tụi mình đi trước cũng được. Hết rồi. Xuống gần dưới rồi, danh. One more, thank you. Rồi, hết rồi, mỗi tay rồi. Mỗi chân, mỗi tay à. Bóp thắng á. Đây là thắng xịn đó nghe. Thắng là thắng gom, là em xuống tới đây là em đã sủi cái tay luôn. Hết rồi, ra đây đạp nghe. Rồi, đạp đây cho nó, sofa ok, good. Hôm nay danh cũng được.
có mấy cái đậu lết bánh cũng lạ, nhưng mà cũng ok, cũng ngon. Nhưng mà họ không ghê lắm, cho nên được, nó cứ lết vậy là ok. Đừng có sợ, không có sao hết trơn. Không có, mình cứ ngã ngang là mình được cái chân mình đụng dách rồi. Còn bữa nay mình thì chạy là thấy stable nhiều, không có vấn đề. Thấy very good. Rồi. Ok đó. Rồi bây giờ chúng ta quẹo lên cầu nha. Quẹo lên cầu đi về nha. Ok. Ok đó. Bike. Rồi chúng ta đã quay lại khu parking của trường học. Rồi vì lên dốc quá trời. Đây là khu trường học nè. Elementary school, tức là trường tiểu học. Đây nè các bạn nè. Ok, bye bye, chào tạm biệt nghe. Bye là bye Việt Nam. Rồi gặp lại sau nghe. Bye bye. Bye bye nè, có cái xe mới nữa nè. Thấy không, nhiều xe mới quá. Ok, bye bye.